Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Và bản tin ngày hôm nay Bóng Đá Today đem đến cho quý vị với nội dung chính như sau. Tân binh MU tiếp tục tỏa sáng ấn tượng. Real Madrid quyết định bất ngờ thương vụ Paul Pogba. Ronaldo lập siêu kỷ lục của thế kỷ 21. Neymar nhập viện với chấn thương kinh hoàng. Tân binh của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, Facundo Pellegrini tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 3 sau 3 trận đấu. Pellegrini cập bến Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay từ Peñarol với mức giá là 8,5 triệu euro cùng một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mặc dù vẫn chưa được ra sân cho đội hình 1 của Man United, tuy nhiên tiền đạo 18 tuổi vẫn đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo của đội U23 tại Premier League 2. Trong trận hòa 2 đều của U23 Man United trước Man City tại vòng 11 Premier League 2 mới đây, Facundo Pellegrini tiếp tục góp dấu giày với một bàn thắng cho Quỷ Đỏ. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 2 sau 2 trận đấu của Sao Mai người Uruguay. Trước đó, trong chiến thắng 3-1 của U23 Manchester trước U23 Southampton, Pellegrini cũng đã đóng góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ Đỏ ở phút thứ 46. Ở mùa giải năm nay, Facundo Pellegrini đã có 5 lần ra sân cho U23 Manchester United tại Premier League 2 và có cho mình 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Hiện tại, U23 Manchester United đang xếp thứ 6 tại Premier League 2 và khoảng cách với đội đầu bảng U23 Manchester City đang là 3 điểm. Vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 12, Facundo Pellegrini và các đồng đội sẽ tiếp tục có chuyến hành quân đến sân của U23 Chelsea trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 Premier League 2. Đây sẽ là cơ hội để tiền đạo người Uruguay tiếp tục thể hiện bản thân và tạo ấn tượng với huấn luyện viên Solskjaer. Đội chủ sân Old Trafford liệu sẽ có những tính toán chiến lược nào cho tương lai của Paul Pogba? Thời gian qua, rất nhiều nguồn tin từ truyền thông quốc tế xoay quanh vấn đề tương lai của Paul Pogba khiến cho các cổ động viên yêu mến Manchester United phát sốt. Bởi lẽ kể từ sau phát biểu của siêu cò Mino Raiola, người hâm mộ Quỷ Đỏ càng thêm lo lắng về việc Pogba sẽ rời nhà hát của những giấc mơ trong năm 2021 sau khi đáo hạn hợp đồng tại sân Old Trafford. Real Madrid, Juve và Paris Saint-Germain được cho là những bến đỗ tiềm năng nhằm đón Pogba sau khi tiền vệ người Pháp rời Old Trafford. Trong đó, Real từ lâu đã có những liên kết chuyển nhượng và bản thân Zidane cũng hy vọng sự góp mặt của Pogba trong đội hình giúp tăng cường sức mạnh và tính biến hóa cho khu trung tuyến. Do vậy, theo Daily Mail, Real bất ngờ có phán quyết về thương vụ Pogba nhằm nhanh chóng thể hiện động thái dứt khoát cải tổ đội hình trong thời gian tới. Cụ thể, Los Blancos từ bỏ chiêu mộ Pogba, thay vào đó sẽ dồn toàn lực để đưa hai ngôi sao là Camavinga và Erling Haaland về Santiago Bernabeu. Camavinga được biết đến như Pogba 2.0 với tiềm năng phát triển rất lớn của bóng đá Pháp, sau khi đó Haaland lại là siêu tiền đạo người Na Uy đang khuấy đảo trời Âu bằng bản năng săn bàn sát thủ. Hãy cùng chờ xem, sau khi Real Madrid rút khỏi thương vụ chiêu mộ Pogba, liệu tiền vệ sinh năm 1993 sẽ tiếp tục ở lại Man United hay đây là cơ hội rộng mở hơn cho Juve lẫn Paris Saint-Germain? Tỏa sáng trong chiến thắng của Juve trước Genoa, Cristiano Ronaldo tạo nên dấu mốc lịch sử mới với chiến thắng thứ 400 của mình. Inter Milan đã thắng trong khi AC Milan chỉ phải gặp Parma. Vì thế, Juve bước vào trận đấu với Genoa bằng nhiệm vụ khó khăn là phải đánh bại được đội chủ nhà để tiếp tục cuộc đua Scudetto. Với Ronaldo và Dybala đá cặp, lão bà chơi với sự tự tin và quyết tâm cực lớn. Tuy nhiên, Juve đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước đội bóng đang ở đường cùng. Suốt hiệp đấu đầu tiên, CR7, Dybala và các ngôi sao tấn công của Juve tỏ ra bế tắc. Tình hình chỉ khả quan hơn khi hiệp 2 trở lại. Phút 57, Paulo Dybala nhận bóng trong vòng cấm địa Genoa, nỗ lực đi bóng trước khi thực hiện cú dứt điểm vào góc gần vô cùng hiểm hóc để mở tỷ số cho Juve. Nhưng niềm vui của đội khách không tồn tại được quá lâu. Đến phút 61, tỷ số đã là 1-1. Tình huống tấn công cực kỳ sắc sảo của Genoa và nó được người cũ Sturaro tận dụng với pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Trước và sau thời điểm thủng lưới, Juve có tới 2 lần đưa bóng vào lưới Genoa. Nhưng những Chiesa hay Dybala đều việt vị. Không cam tâm với một trận hòa, đoàn quân huấn luyện viên Andrea Pirlo dốc toàn lực tấn công. Và rồi vào các phút 78 và 89, Ronaldo lập cú đúp penalty sau những lần mà Cuadrado rồi Morata bị đốn ngã trong vòng cấm của đội chủ nhà. Chung cuộc, Juve đánh bại Genoa 3-1. Với kết quả này, bà đâm ra thành Turin trở lại với top 4 Serie A, tạo ra sức ép cho đội đầu bảng AC Milan trong trận đấu với Parma sau đó. Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 cán mốc 400 chiến thắng trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Siêu sao người Bồ Đào Nha vượt xa người đứng thứ hai là Lionel Messi, cầu thủ đang có 366 chiến thắng, trong khi đó người đứng thứ ba là Buffon có 350 lần ca khúc khải hoàn. Trận thắng 3-1 trước Genoa cũng là trận đấu thứ 100 của Ronaldo trong màu áo của Juve.
Siêu sao 35 tuổi kỷ niệm dịp đặc biệt này với cú đúp bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của CR7 trong áo Juve lên con số 77. Mùa bóng năm nay, Ronaldo tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng trong áo của Juve. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 10 pha lập công ở Serie A mùa bóng năm nay, cùng với Ibrahimovic đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Mới đây, Ronaldo cũng vừa lọt vào top 3 đề cử danh hiệu FIFA The Best. Những đối thủ cạnh tranh của CR7 trong cuộc đua này là Lionel Messi và Robert Lewandowski. Neymar đã phải rời sân bằng cáng trong trận thua của Paris Saint-Germain trước Lyon tại vòng 14 Ligue 1. Paris Saint-Germain đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Lyon ngay trên sân nhà tại vòng 14 của giải vô địch quốc gia Pháp. Đây đã là trận thua thứ tư của nhà đương kim vô địch ở mùa giải này. Không như vậy, huấn luyện viên Thomas Tuchel còn phải đón nhận thêm tin dữ khi Neymar dính chấn thương rất nặng trong trận đấu này. Tình huống xảy ra ở phút bù giờ của trận đấu khi Neymar thực hiện pha đi bóng trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tiền đạo người Brazil bị Thiago Mendes bên phía Lyon đốn ngã bằng một pha tắc bóng rất nguy hiểm từ phía sau. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ bên phía đội khách. Trong khi đó, Neymar nằm sân và hét lên trong sự đau đớn. Sau khi được các bác sĩ của Paris Saint-Germain chăm sóc trên sân, tiền đạo người Brazil đã phải rời sân bằng cáng trong những giọt nước mắt. Dù chưa rõ mức độ chấn thương, nhưng truyền thông Pháp cho rằng cầu thủ sinh năm 1992 có khả năng bị vỡ mắt cá chân. Nếu kịch bản tồi tệ này xảy ra, Paris Saint-Germain sẽ không có được sự phục vụ của Neymar trong nhiều tháng. Champions League sẽ bước vào vòng 1/8 vào đầu tháng 2 năm tới và huấn luyện viên Tuchel rõ ràng không muốn mất đi ngôi sao số 1 trong đội hình của ông. Trước đó, Neymar đã bỏ lỡ 7 trận đấu trong mùa giải này do chấn thương, Covid-19 và treo giò. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil vẫn thể hiện phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng và 5 pha kiến tạo chỉ sau 12 trận trên mọi đấu trường. Thất bại trước Lyon khiến Paris Saint-Germain tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 28 điểm. Đoàn quân huấn luyện viên Tuchel vẫn còn 2 trận đấu nữa tại Ligue 1 trong năm 2020 trước khi mùa giải bước vào kỳ nghỉ đông. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên toàn cầu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.